Chào mừng các bạn đến với kênh Thế giới Crypto. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn mở combo 3 chiếc thẻ Hamster Combat để nhận được 5 triệu xu. Đầu tiên thì chúng ta sẽ vào mục thẻ kết hợp hàng ngày. Và cái thẻ đầu tiên của ngày hôm nay là cái thẻ CEO này. Thẻ này thì mình đã lên level 17 và tốn đến 4 triệu xu nhé. Thẻ này cũng tốn khá là nhiều xu. Bây giờ mình sẽ xem chiếc thẻ thứ hai xem là nó tốn bao nhiêu xu. Nếu mà tốn ít thì mình sẽ mở. Còn tốn nhiều thì mình sẽ phải bỏ qua. Chúng ta sẽ sang trang thứ tư này nhé. Các bạn sẽ kéo lên và chúng ta tìm ở bên dưới này nhé. Đây là chiếc thẻ của ngày hôm nay. Thẻ này thì mình cũng đã nâng cấp lên level 16 và tốn đến 28 triệu xu. Mấy cái thẻ kia 4 triệu là 32 triệu. Tốn quá nhiều xu. Hôm nay chắc là hai cái thẻ này mình không mở được rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm chiếc thẻ thứ ba nhé. Chiếc thẻ thứ ba này hình như nó ở trang số 1 thì phải. Mình sẽ về lại trang số 1 nhé. Đây các bạn nhé, đây là chiếc thẻ mới tinh của ngày hôm nay. Cái thẻ này thì nó vừa mới ra mắt lúc tối nay này. Các bạn sẽ nhấp vào đây để chúng ta mở cái thẻ này. Thẻ này thì tốn 20.000 xu và lợi nhuận mỗi giờ là 750. Cũng tạm được nhưng không phải là cao lắm. Đây là một trong ba chiếc thẻ combo của ngày hôm nay. Bây giờ mình sẽ tổng kết lại ba chiếc thẻ trong buổi tối hôm nay. Chiếc thẻ đầu tiên này và chiếc thẻ thứ ba này các bạn sẽ mở trang số 1. Và chiếc thẻ thứ hai này thì các bạn sẽ mở trang số 4. Và tiếp theo thì mình sẽ cập nhật cho các bạn thêm một cái mã code của dự án TapSwap nhé. Trong video buổi tối hôm qua thì mình có nhập cái mã này vào. Đây là cái mã code của câu Money One Crypto. Tối hôm qua mình nhập cái chữ này vào thì nó thành công nhé. Nhưng đến sáng nay thì khi các bạn nhập vào thì nó lại bị sai. Có nghĩa là sau một đêm rồi thì đến buổi sáng hôm sau ấy, nó sẽ đổi cái mã code này. Và bây giờ thì mình sẽ cung cấp cho các bạn một cái mã code mới để các bạn nhập vào nhé. Bởi vì sáng nay thì cũng có một vài bạn nhắn tin với mình hỏi là tại sao em nhập cái mã code này vào nó toàn báo sai không được ấy. Thì đến lúc mình tìm hiểu ra thì mình mới thấy là nó đã thay đổi cái mã code này. Và đây là cái mã code mới nhất của nó đấy các bạn nhé. Các bạn sẽ nhập cái mã code này vào. Và các bạn lưu ý là khi điền mã code này thì các bạn sẽ viết chữ thường, không phải là viết hoa đâu nhé. Bây giờ mình sẽ cập nhật cho các bạn thông tin về cái mật mã của con MemeFi này. Chiều ngày hôm nay mình đang tap màn hình và mình gõ có mấy phát thôi thì nó đã nhảy ra một con số là 1 triệu xu. Thì mình không ngờ là mình lại nhập trúng vào cái con số là mật mã của ngày hôm nay. Và mật mã của con này hôm nay nó là 4 con số 2 các bạn nhé. Các bạn sẽ gõ 4 lần vào số 2 là được. Cái lúc mình đang tap màn hình thì mình chưa chuẩn bị để quay video. Nhưng mà không may thì nó lại nhảy ra đúng cái con số mật mã của ngày hôm nay nên là mình cũng không kịp quay lúc đấy. Thì bây giờ các bạn chỉ cần nhập cái mã của nó vào là 2222 là được các bạn nhé. Các bạn sẽ nhấp liên tục tay ở cái vùng vị trí số 2 này. Còn đối với những cái con khác nó lùn hơn hoặc cao hơn thì các bạn tự định vị cái vị trí số 2 rồi các bạn gõ vào nhé. Như vậy là trong video ngày hôm nay mình đã cập nhật cho các bạn thông tin của ba dự án, đó là dự án Hamster Combat. Chúng ta mở thẻ combo để nhận được 5 triệu xu. Và một cái dự án TapSwap là chúng ta nhập cái mật mã vào để nhận được 200.000 xu. Và tiếp theo là dự án MemeFi thì khi các bạn nhập mật mã vào các bạn sẽ nhận được 1 triệu xu. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video của mình. Chúc các bạn thao tác thành công và nhận được nhiều xu. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.